quay trở lại với S Channel và đây là Em Check. Sau tình hình dịch bệnh rất căng thẳng kéo dài những ngày vừa qua thì chúng mình đã bị nhốt ở nhà một khoảng thời gian khá là dài. Bọn mình cũng bị nhốt ở văn phòng một khoảng thời gian khá là dài. Ý là hạn chế ra ngoài, không ra chơi. Đấy. Cho nên là cả những cái hoạt động như là bia hay là karaoke rồi các thứ thì bọn mình cũng không được tham gia. Thế cho nên là ngày hôm nay bọn mình quyết định là phải tự tổ chức chơi bia ở nhà. Vâng ạ, và bọn mình đã đặt 3 bộ bia với 3 kích thước khác nhau ở đây. Khi mà mình là người có tiền các bạn hiểu không? Một size là không đủ. Bây giờ mình làm sao biết được là mình phù hợp với loại nào đúng không ạ? Mình thử hết. Từ size S, size M, size lớn. Mình đều có cả. Thì bây giờ bọn mình sẽ lôi ra để xem là cái tính hữu dụng của 3 bộ bia này đến đâu. Là thì đầu tiên là mình unbox nhỉ? Cùng cái nhỏ một đi ạ. Thì bộ mini này bọn mình mua với giá là bao nhiêu? 69.000 ạ. 70.000 trên Shopee. Chung đi cái đũa để ăn cơm mọi người ạ. Thật ra thằng FM có một cái bộ ở nhà nó mua 30.000 nhưng mà nó không được bọc như này đâu. Nhờ, không được bọc kiểu cái chất liệu này nó rất là bia ấy. Là một cái bộ bán bia thật ấy. Vâng. Thật sự mà đây chính là một đôi đũa để mình ăn cơm ấy. Đầu nó có gì không chị? Đầu nó có những cái khớp như này mình cũng không biết để làm gì, chắc là để giảm massage. Bây giờ là mình phải không biết để làm gì ta? Đấy để lắp vào cái chân ạ. Trên sao có mỗi hai đây. Chân? À 4 chân lận. Cái bộ size L này khi mà mình mở ra nó bị bắn tung tóe bi ra, tức là nó không được cho vào trong bọc ấy, hoặc là nó bị rách hay như nào đấy. Các bạn mua về thì hãy unbox một cách cẩn thận. Cái túi này bị rách rồi mọi người ơi. Em cũng đọc review người ta bảo là chân nào thì phải đúng lỗ đấy chị ạ. Thì nó mới không bị kênh, nhưng mà sao em cũng cho đúng lỗ rồi mà sao nó vẫn kênh đá. Hey. Cái gậy ấy nó bị cong hơn mọi người. Sau một hồi lắp ráp rất là nhanh chóng thì bọn mình đã lắp thành công. Sản phẩm này thì cũng khá là dễ lắp. Điểm khác biệt lớn nhất mà mình có thể thấy là bộ size lớn này có giá đỡ bi và dưới chân. Hai bộ này thì không có. Cái đôi đũa bên này thẳng à? Vâng, đũa bên này thẳng nha. Cái này cong. Cái này thực ra chất lượng cũng hên xui ha. Để nói về giá cả thì cũng có một sự chênh lệch không nhiều lắm. Không nhiều lắm, em thấy không nhiều lắm. Size S thì có giá là 69.000, size M thì có giá là 115.000, còn size L thì có giá là 199.000. Thì chưa chơi nhá, khi mà nhìn như thế này thôi thì em cũng nghĩ là thay vì bỏ tiền ra mua size M thì em sẽ bỏ 200.000 ra mua size L luôn chị ạ. Còn cái này thì là mua để làm đồ chơi cho trẻ con thì sẽ là một phạm trù khác. Hoặc là để kiểu trưng bày trông cũng vui mắt đấy. Thật ra thì hai viên bi này có kích cỡ bằng nhau ấy, nên là mình nghĩ là cái size của viên bi này sẽ phù hợp với bàn size L hơn là bàn size M. Cảm giác với bàn size M thì nó hơi to. Bây giờ mình thử chơi đi. Vâng, còn bi của size S thì sẽ không có số nha mọi người. Tất nhiên rồi, bọn mình không biết chơi. Hay là bọn mình mình chọc bừa nhá. Chọc bừa trước đi chị. Số lượng bi của cả hai size S và M đều là 10 viên. Còn số lượng bi của size L là 15 viên. 15 viên. Đấy là tính không tính viên bi màu trắng nha. Hai đi chị. Hai đây, mình phải đứng lên chị ơi. Đứng lên đi ạ. Như nào để tay như này à? Như này đúng vậy. Đúng vậy. Wow. Nhưng mà cầm gậy như này thì tôi không chắc lắm kiểu. Cứ chọc đi chị. Chọc đây này. Vâng. Wow. Có gì không ạ? Có gì hả không ạ? Bên này xương này lòng và lanh của anh đoán được em đang nơi. Có sự can thiệp của một bàn tay ở đây ạ. Vâng ạ, tôi đã thấy rồi nhé. Không chị đẩy ạ. Đặng Thị Thu Hà. Không ai đẩy ạ. Em nhớ là bia mà kiểu viên bi mà em hay chơi ở trên app bắn bi ấy chị, thì nó có hai màu bi. Một màu là đầy như này với cả một bi là bi sọc à. Đấy, nhưng mà ở đây thì chỉ một đoạn thôi, là mình sẽ chơi cái trò là ví dụ em mà vừa vào con số 9 đúng không, thì số bi của em sẽ là số lẻ, em phải bắn vào những viên bi lẻ, còn chị bắn vào những viên bi chẵn. Số 13 à, con số không hề may mắn nhá Hà nhá. Không sao ạ. Hát đủ. Em vào con số 100 rồi. Các cơ thủ cho em hỏi là có phạt không ạ? Cơ thủ số 1 đây là Thành bảo là mình được đặt bi trắng. À nhầm, chị My được đặt bi trắng nên bây giờ chị My sẽ đặt bi trắng. Chị cũng được đặt các con số còn lại. Không ạ, dạ vâng, bi trắng thôi ạ. Khiếp, khôn như chị thì ôi trời tuyệt vời quá. Dạ vâng, được đặt nhưng mà vẫn tuyệt vời quá. Thật ra thì bọn mình thì chỉ unbox thôi, còn về review chất lượng thì bọn mình sẽ mời khách mời đến. Là xin lỗi. Mình sẽ mời những khách mời, những cái cơ thủ chuyên nghiệp hơn. Số 1 đây là Thành ạ. Nhỏ. Em cũng yếu đuối không khác gì chị. Tại vì là cái bàn bia này nó bé mọi người, cho nên là mọi cử động đều có thể gây ra những xáo trộn và ngoài ý muốn. Vâng. Ôi giời, hay quá. Rồi mình đổi ạ. Mình đổi sai đi ạ. Mình cảm giác cái bàn này nó không phẳng ấy chị. Đây, cái chỗ này bị lồi lên hơn này. Đấy. Ôi, đấy, nó phải giống như này thì nó mới phẳng này. Đấy. Cái này thì chết rồi. Làm đồ trưng bày thôi. Cái này để làm đồ chơi cho trẻ con. Được.
giờ chúng tôi sẽ mời đến đây những cơ thủ có tiếng ở Đê La Thành Nhỏ. Vâng. Để đánh giá cho chúng tôi về độ chính xác so sánh với bàn bia thật. Dạ xin mời ạ. Dũng Sư ạ. Dạ vâng. Anh là một người ABCXYZ. Để giới thiệu qua về cơ thủ thứ hai của chúng ta thì cơ thủ thứ hai ngày xưa thường xuyên trốn làm để xuống tầng dưới chơi bia. Chết thật. Dạ vâng, Phạm Ngọc Tân ạ. Đầu tiên thì bọn em không biết là hai cái này để làm cái gì ạ? Hay để kê. Ví dụ như là ở một cái bàn nó quá to chẳng hạn, ví dụ như mình đứng ở đây. Vâng. Nhưng mình cần bắn, ví dụ như cái bi trắng mình ở đây và mình bắn vào đây thì mình sẽ phải cần một cái kê ở đây để bắn nó vào. Đấy. Rồi. Gắp bi nào vào trong ấy nhỉ? Gắp bi nào vào trong Mình bắn đi mọi người. Xem đánh bàn to cho mình bắn trước ấy. Cái tay này là cái tay chuyên nghiệp không ạ? Tại vì cái này nó bị thấp quá nên là... Bình tĩnh anh, nhẹ nhàng ạ. Tôi yêu cầu các cơ thủ ngày hôm nay hết sức nhẹ nhàng. Em đề nghị không chạm vào bàn nữa không ạ? Không chạm vào bàn thì bắn thế nào được? À... Kể quá nhỉ? Thẳng chúng mình. Vẫn chưa vào. Vâng. Nói chung là bắn bia là một cái bộ môn mà các bạn cần phải tìm một cái sự may mắn của các bạn. Các bạn cứ bắn đi, mạnh nhất có thể rồi nó đập kiểu gì nó cũng vào thôi. À, mạnh lên em. Chứ đừng tin vào cái sự chính xác. Hai bi. Hai bi. Anh ơi, em năn nỉ đấy, đừng làm di chuyển cái bàn bia của chúng em ạ. Em nhìn thấy lệch rồi đấy. Lệch làm sao được? Anh ơi. Lệch làm sao được? Đi ra được chưa? Ôi, suýt được. Suýt được. Vài lần đánh thì hai anh có thể đánh giá cho bọn em về độ chính xác của cái bàn bia này so với cái bàn bia thông thường không ạ? Review. Chúc mọi bạn đi luôn. Với cái giá tiền là 200.000 thì các anh có thấy là thỏa đáng không ạ? Thật ra thì bởi vì ở dưới kia ấy, còn mình được 60.000 một giờ ấy. 200.000 là cũng được. 3 giờ. 3 tiếng. Hơn 3 tiếng một tí. Thì thà mình lấy 200.000 mình xuống kia phải đánh. Anh ơi, trong tình hình dịch bệnh, cho đi đóng cửa. Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì mình sẽ để dành nhiều 200.000 đấy để mình đi đánh. Tại vì thật ra là ngày trước ấy là anh đã mua một cái bàn bia rất nhỏ này về cho S Channel đánh rồi. 50 đô. Nhưng mà cuối cùng là về được đúng một hôm xong ngày hôm sau thì mẹ mất mẹ hết cả bi và không ai đánh, không ai sửa sang được luôn bởi vì là đánh những cái bàn nhỏ nó không đánh được. Đánh cho vui thôi. Thế là bàn này là kiểu như là lúc nào mà uống bia rượu nhậu nhẹt say ấy, mà lôi cái này ra đánh thì nó sẽ buồn cười. Tròn tỉnh cái này thì nó tưởng mình đánh điên. Đâu ơi, nhìn cái gậy của nó này nó còn kiểu nó còn cong ấy. Nhưng mà hình như cái mặt bằng này nó cũng không phẳng lắm đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là các cái bàn bia nó phải phẳng chứ nếu không thì sẽ có hiện tượng kiểu đang đánh xong rồi tự nó lăn vào lỗ ấy. Đây ví dụ như cái này là đang bị cái hiện tượng này. Có một vấn đề phát sinh là khi mà mua những cái này thì bọn tôi cần tối thiểu là 4 người chơi, 2 người giữ bàn bi. Ok. Lan ạ, vâng mời anh. Wow. Rồi, giống bi đỉnh không? Trời ơi, bi di chuyển luôn này. Xích ở đây rồi đấy, em mời anh ạ, của anh cả. Chúng mà đánh cái này cần sự tập trung cao độ các bạn. Thế mà anh lại recommend cho những người say? Thì thế nó mới vui. Kinh quá nhỉ. Vui chưa ạ? Kinh. Vâng, cơ thủ của chúng ta tắt mồ hôi rồi ạ. Ai để kiểu đẹp. Anh làm gì đấy hả cơ thủ? Chắc luôn rồi. Có kỹ năng thì đấy, đây nói chung là cái bàn này nó đã bị lõm ở giữa đây rồi. Đúng rồi. Đấy, mọi người vào đây nhìn bi thì cũng đã thấy. Cho nên là bi nó tập trung hết ở đây này mọi người. Đúng rồi. Nên là kể cả đánh vào đây thì lúc sau nếu mà không đủ mạnh nó chạy ngược về đây thôi. Em ăn vị gì? Có những màu gì nhỉ? Đây, cái này là chưa gì ạ, thế lồi ở đây rồi. Cái này là lồi hẳn ở đây luôn này. Rồi. Đây, đũa đây. Nào không anh ơi, không. Chúng tôi yêu cầu các cơ thủ ngày hôm nay sử dụng đúng kỹ thuật cho chúng tôi. Dạ vâng. Nhưng mà cái này có phải là gậy bia đâu, nó bị thiếu cái kiểu vặn ở trên này ấy. Làm như thế người ta biết mình đang đánh bia chứ còn không bị. Wow, thêm một lần nữa cơ thủ của chúng ta bắn bi trắng vào rất là xuất sắc luôn. Nhưng mà đến cái bàn này là bắt đầu không biết là đánh bi gì rồi bởi vì là không có số này. Đây. Ôi giời, suýt vào. Rồi, anh ơi. Wow. Cơ thủ Dũng Su của chúng ta đánh phát nào trúng phát đấy. Đôi khi là vào cả bi trắng á. Vâng. Khó quá. Rồi. Cái này là mình phải kỹ căn thuật này kìa. Khá là mới lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Đấy. Wow, xuất sắc tuyệt vời. 200.000, 70.000. 185 cộng với 200 thì 385. Thế là đánh được nhiều tiếng đấy. Chúng tôi không 10 tiếng. Đánh được rất nhiều tiếng đấy. Em không muốn review về cái tính chất đấy, em muốn review là với cái sản phẩm nước giá thì có nên mua cái sản phẩm này không ạ? 300 là ở trên dư là được rồi. Là không được. Không. Với mức giá này thì chắc chắn là sẽ với anh em thì chắc là sẽ không mua.
Tại vì thật ra thì kiểu đánh nó tại vì là nếu như mà cái bàn này nó là một cái bàn mà kiểu cực kỳ xịn, cực kỳ cân bằng ấy, mà đánh mà kiểu có thể đánh được gần cái trải nghiệm gần với cả đàn to ấy, thì sẽ, có thể sẽ mua để mua về chơi cho vui. Nhưng cái bàn này là đánh đúng kiểu cầm cái này vụt nhau một tí nữa chứ còn đi. Sau khi hai cơ thủ số 1 với La Thành Nhỏ vào test thử thì với những trải nghiệm của mình thì chúng mình xin phép đưa ra một vài kết luận như sau. Cái sản phẩm này được làm từ nhựa. Chắc chắn là bằng nhựa và cái mùi nhựa nó rất là nồng nặc. Ngoài ra thì cái phần thân này này, nhựa nó rất là mỏng. Cho nên là mình tạo cho mình cái cảm giác là không chắc chắn. Đối với cái bộ đắt tiền nhất và size to nhất này thì cái phần chân của nó cũng không được chắc và bọn mình đã phải chỉnh rất nhiều để nó có thể cân bằng nhau, không bằng là nó có bị khập khiễng khập khiễng ấy. Khập khiễng nữa. Còn về cái mặt phẳng này thì như các bạn có thể thấy là nó không được phẳng cho lắm ấy. Chỗ lồi chỗ phẳng ấy, chỗ lồi chỗ phồng, tất cả những bộ này đều không phẳng ấy. Cho nên là bộ size L thì khá là phẳng chị ạ. Nó cũng không đạt được cái độ phẳng tối đa. Đây này, vẫn này cái phần này nó hơi nhô lên này này, cái phần này một chút thôi. Còn đối với hai bộ này thì cái phần nhấp nhô nó lớn hơn. Vâng, cái này lõm cái này lồi, đúng rồi, bù trừ cho nhau ạ. Vâng. Cho nên là cái trường hợp mà bi nó tự ý lăn thì rất thường xuyên xảy ra. Thôi được rồi, là mình sẽ không khuyên mọi người là sẽ mua sản phẩm này nếu như mọi người mua với mục đích là để trang trí và cho trẻ em chơi ở nhà. Ừ thì cũng được lý, mình thấy ok. Nhưng cái này mà dành cho cơ thủ thì chắc chắn là mọi người sẽ thậm chí còn thấy khó chịu luôn ấy chị. Và đó là những trải nghiệm của mình về bàn bia chơi tại nhà của các bạn thì sao? Các bạn đã chơi thử hay chưa thì comment chúng mình biết nhé. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn bọn mình check thêm những sản phẩm nào thì cũng có thể để lại comment ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên like, share cũng như là subscribe cho X Channel nhé. Và TikTok em check chồng X Channel nữa nha. Bye bye. À, chị em.